Thu thuế bao nhiêu điểm đấy bạn? Mấy bạn đánh nháp nhở? Thấy Hunter ra cái là còn ông Magician này làm cho gì nữa đây? Ông vào ông farm tiền của tôi. Đây đây đây, lại bật cái bóng ra block chính mình không vào được này. Cuối game đi tìm người cuối cùng thì ổn thôi. Ui rồi ôi, ông làm cái trò gì đây? Trò mèo à? À, Magician, chúa hề. Chúa hề, chúa hề. À, chúa hề tôi cho mặt, cho bài ở mặt chúa hề này. Chúa hề. Chúa hề né đâu hả chúa hề? Chúa hề. Chúa hề. Chúa hề ạ, chúa hề phát này, chúa hề chết rồi, chúa hề ơi. Chả biết anh đánh quick match thì anh khai cái sao nó buồn cười á, nhưng mà đánh blackjack thì lại khác. 5 minutes later. Ui. Xào lồn không có gì vui, tụi bay đừng nên xào lồn. We'll be right back.
gì đây? Gì đây? Điều phối. Điều phối làm sao gì đấy? Run. Điều phối lúc nãy gặp con đồ lại nhảy xuống hầm. Tám hai xếu chẳng biết xếu ập rồi sao ấy. Ui, cái gì đây? Là lá mười đâu đây? Ui, cộng 8 nữa. Ơ? Giết người à? Hả? Thế muốn giết người à? Chả hiểu mình chả làm cái gì thì ăn đủ các loại 8 và cả 10 vào. Chịu. Luôn đấy mọi người. Người còn 30 này. -3 này. Bốc nút nổ tôi còn 8 và còn 9 đây. Thôi. Khát khao sống. Lại công 10. Ông trời vẫn dồn tôi ở chỗ chết rồi. Top 10 pha con ghẻ của ông trời. À được. Khá quá nhờ. Ơi tầm này mình chả mua được cái lá gì nữa đâu. Hết hàng hết rồi. Thôi. Hên xui may rủi thôi, người này loại nốt này. 8 triệu. Ui rồi. Ông trời không tiện đường sống của ai. Lại cộng 7. Lại Hunter. Nào 7, 8, 9. Nói chung là nó đánh 2 con 1 hộ tôi ra thôi. Ma thuật sư khó số như mới đấy. À bỏ bài rồi. Chạy đâu? Không mà
tầm này mình gặp ai bốc người đấy thôi. Nào 789, 789 bốc con nào cũng được, 789. I don't wanna set the world.